Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bất ổn chính trị khiến các nhà đầu tư e ngại. Ngày 20 tháng 3, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore, có bài viết đăng trên trang mạng Fulcrum của Singapore. Bài viết được dịch giả Dương Lệ Chi biên dịch và đăng trên báo Tiếng Dân cùng ngày với tựa đề Hai chủ tịch nước bị phế truất trong một năm, triển vọng chính trị nào cho Việt Nam? Theo đó, Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức công bố việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng từ chức chỉ sau một năm ông làm Chủ tịch nước. Hình ảnh bài trên báo mạng Fulcrum của Singapore. Tác giả cho rằng, việc ông Thưởng từ chức đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn bất ổn chính trị mới ở Việt Nam kể từ Đại hội 13 của Đảng đầu năm 2021. Đã có nhiều vụ cách chức và truy tố cấp cao. Trong số đó có 4 ủy viên Bộ Chính trị, 2 phó thủ tướng, 2 bộ trưởng và hơn chục lãnh đạo tỉnh. Cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng bị cách chức hồi đầu năm 2023 sau khi nhậm chức chưa đầy 2 năm. Tác giả nhận định cũng giống như ông Phúc, sự ra đi của Thưởng sẽ không dẫn đến những thay đổi chính sách đáng kể, nhưng nó gây ra mối lo ngại cho các nhà đầu tư, khiến họ bất an. Tệ hơn nữa, sức khỏe kém của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và kế hoạch kế nhiệm của ông không rõ ràng, có thể sẽ làm gia tăng đấu đá chính trị nội bộ trong kỳ Đại hội Đảng Toàn quốc lần kế tiếp vào đầu năm 2026. Điều này càng làm trầm trọng thêm mối lo ngại của các nhà đầu tư. Tác giả đánh giá ý nghĩa về việc rời đài của Thưởng đối với tương lai chính trị Việt Nam, đặc biệt là về chuyện tranh giành ghế Tổng Bí thư phụ thuộc vào việc ai sẽ đảm nhận vai trò của Thưởng. Theo quy định của Đảng và theo tương quan quyền lực, hiện nay chỉ có ông Tô Lâm và bà Trương Thị Mai trở thành những lựa chọn khả dĩ nhất cho chiếc ghế Chủ tịch nước. Hình ảnh ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước sắp bị phế truất. Tác giả phân tích, ở tuổi 66, Tô Lâm rất có thể quan tâm đến chiếc ghế Chủ tịch nước vì nó cho phép ông tìm kiếm một ngoại lệ đối với quy định giới hạn độ tuổi của Đảng và tranh chức vụ cao nhất vào năm 2026. Tuy nhiên, ông cũng có thể dè dặt bởi chức Bộ trưởng Bộ Công an hiện nay của ông có quyền lực rất lớn. Mặt khác, bà Mai cũng là một ứng cử viên sáng giá bởi quyền lực của bà tương đối yếu. Nghĩa là bà khó có thể tận dụng chức chủ tịch nước để làm phương tiện tranh cái ghế hàng đầu trong đảng vào năm 2026. Một lựa chọn khác theo tác giả là đảng bẻ cong các quy tắc của chính mình và đề cử một chính trị gia không đủ tiêu chuẩn nhưng có khả năng đem lại sự ổn định. Trong kịch bản này, ứng cử viên tiềm năng có thể là bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên hay Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Tuy nhiên, các phe phái trong đảng có thể không ủng hộ quyết định này. Hình ảnh ông Tô Lâm, ứng cử viên tiềm năng cho chiếc ghế Chủ tịch nước. Trong bối cảnh đó, vẫn theo tác giả, những bất ổn chính trị ở Việt Nam sẽ tiếp tục xảy ra. Một số nhà đầu tư có thể có quyết định đợi cho đến khi mọi chuyện lắng xuống trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư lớn nào. Quan hệ đối ngoại của đất nước cũng có thể bị ảnh hưởng với khả năng bị trì hoãn hoặc hủy bỏ các cuộc trao đổi song phương cấp cao, ví dụ như chuyện hoãn chuyến thăm của vua Hà Lan vừa qua. Tác giả nhận xét, ngay cả sau khi chủ tịch nước mới được bầu, đấu đá chính trị nội bộ vẫn có thể tiếp tục. Tác giả kết luận, Đảng Cộng sản Việt Nam và ban lãnh đạo đảng có thể giảm thiểu các bất ổn này bằng cách đẩy nhanh quá trình chuyển giao quyền lực và bầu ra một tân chủ tịch, người có thể đảm nhiệm chức vụ của mình một cách an toàn đến năm 2026. Đây sẽ là trọng tâm chính của họ trong lúc này, đồng thời cải thiện môi trường đầu tư thông qua hợp lý hóa các thủ tục quan liêu, nâng cao hiệu quả trong việc ra quyết định, xóa bỏ các rào cản pháp lý và quy định đối với các nhà đầu tư. Cần ưu tiên để giải quyết những bất ổn chính trị và khôi phục niềm tin của các nhà đầu tư vào triển vọng chính trị và kinh tế của đất nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Bất ổn chính trị khiến các nhà đầu tư e ngại. Việt Nam, một nền chính trị hoạt động như hội kín. Ngày 20 tháng 3, blog Lê Quốc Quân trên VOA Tiếng Việt có bài bình luận Tin đồn, tự do báo chí và cải tổ chính trị. Tác giả nhắc lại tin đồn về việc Chủ tịch nước ngã ngựa và những diễn biến trên chính trường đủ để người dân khẳng định tin đồn là đúng, với đỉnh điểm là thông tin về cuộc họp bất thường của Quốc hội Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 3. Tác giả nhận định khi tin đồn càng ngày càng trở nên ồn ào hơn và có vẻ chính thống hơn, thì người dân tự hỏi nhà báo đang ở đâu lúc này. Thưa, họ vẫn ở đó, đầy thao thức và nhiệt huyết của những người làm báo, nhưng họ đang bị hoặc tự bịt miệng.
Hình ảnh, bài bình luận trên blog Lê Quốc Quân, VOA. Tác giả phân tích, trong một xã hội độc tài toàn trị, đảng cầm quyền luôn muốn thống lĩnh niềm tin của dân chúng để dễ bề cai trị, và truyền thông là lối dẫn quan trọng nhất, tác động trực tiếp đến trí não và nhận thức của người dân. Do đó, đảng phải triệt để nắm giữ phương tiện quan trọng này. Điều này đã được luật hóa bằng những nghị quyết của đảng, quyết định của chính phủ, và phóng viên không chỉ bị khống chế tư tưởng tại văn phòng mà còn bị ràng buộc bởi bộ quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Do đó, tác giả bình luận không bất ngờ khi thấy hàng loạt nhà báo chỉ đưa tin bóng gió đủ kiểu về một vấn đề, từ hình ảnh phi ngựa bị ngã cho đến hiện tượng hai mặt trời, cầu thủ bóng đá, đặc sản quê hương và bói toán, hoặc quăng tin với những tính từ mập mờ, nước đôi. Tác giả khẳng định tự do ngôn luận là một nhân quyền, nó gắn liền với tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt thông tin của con người. Hầu hết, các quốc gia đều ghi nhận quyền tự do ngôn luận. Hiến pháp của Việt Nam cũng công nhận quyền này tại Điều 25. Hình ảnh Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nhân vật trung tâm của các tin đồn hiện nay. Luật báo chí Việt Nam cũng có điều khoản quy định về các quyền góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí của công dân. Thế nhưng, theo tác giả, hầu hết các tờ báo ở Việt Nam đều im lặng trước những thông tin rất quan trọng, thu hút sự chú ý của toàn dân. Khi nhân dân lên tiếng thì báo chí lại trích lời của Tổng Bí Thư và coi là xuyên tạc, tung tin, tác động chia rẽ nội bộ, hòng phá hoại công tác nhân sự của đảng. Nhiều người đã phải chịu án tù hoặc bị phạt hành chính vì thực hành quyền tự do ngôn luận này. Tác giả nhận xét, một điều rất kỳ lạ là hầu hết các tin tức quan trọng về Việt Nam đều được báo chí quốc tế lên tiếng trước. Nghĩa là ở Việt Nam, chính sự bịt miệng đã đẩy những tin tức đi xa hơn, vì sợ đảng mà cố gắng chạy đường vòng xa hơn và phi chính thống hơn. Như vậy, nhân quyền trong nước đã thua xa đảng quyền. Vẫn theo tác giả, chuyện thay ngựa giữa dòng thể hiện quyền uy tuyệt đối của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản, nhưng cũng là lời tố cáo mạnh mẽ về tính chính danh của nhà nước và giá trị của lá phiếu bầu nền quốc hội, ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Rõ ràng một người đại diện cho cả 100 triệu dân, theo hiến pháp, có thể bị một nhóm người yêu cầu rút lui mà vẫn là nhân văn, nhân ái, nhân nghĩa, nhân tình. Đây là việc tước bỏ quyền lực của người dân đã trao cho quốc hội định đoạt. Quốc hội đã theo đuôi ai đó để đi ngược lại ý nguyện của nhân dân hoặc phản bội lại chính quyết định của mình trong một thời gian rất ngắn. Tác giả đánh giá, trong một thể chế mờ ảo, mơ hồ về nguồn tin, chỉ có nội bộ đảng xử lý với nhau thì thật khó có thể phân tích được tỏ tường. Nhưng qua những biểu hiện này, chúng ta thấy chế độ độc tài toàn trị nhìn bề ngoài tưởng như vững chắc, nhưng luôn có những xáo trộn nội bộ rất lớn bên trong, và khủng hoảng có thể đến bất cứ lúc nào nếu người đang nắm quyền lực qua đời. Tác giả kết luận, trong sự phát triển của công nghệ và truyền thông như hiện nay, thật khó có thể tưởng tượng vẫn còn có những nền chính trị hoạt động tù mù như Hội Kính. Điều này chắc chắn cũng sớm muộn phải thay đổi bằng một cuộc cải tổ chính trị thực sự. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Việt Nam, một nền chính trị hoạt động như Hội Kính. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d.